Các con thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đến với một phần cô nghĩ rằng rất là thú vị trong tiếng Việt, đó chính là về từ tượng hình và từ tượng thanh. Thực ra về từ tượng hình, tượng thanh con đã được tìm hiểu ở trong chương trình tiểu học rồi. Chúng ta cũng đã được đến với phần phân tích tác dụng và các con hiểu về ý nghĩa của nó trong diễn đạt văn chương như thế nào. Ngày hôm nay các con sẽ được cùng với cô ôn lại những kiến thức học tập đó và chúng ta sẽ mở rộng kiến thức một chút bởi vì nó sẽ liên quan đến một số văn bản của ngữ văn lớp 8. Bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung bài ngày hôm nay nhé. Các con mở vở ra ghi bài: tiếng Việt từ tượng hình, từ tượng thanh. Nội dung đầu tiên các con sẽ vào tìm hiểu với cô đó chính là một La Mã, đặc điểm và công dụng. Và để tìm hiểu đặc điểm và công dụng, chúng ta sẽ đến với phần bài tập hay là phần ví dụ đầu tiên. Một La Mã, đặc điểm, công dụng. Chúng ta vào phần 1 nhé, bài tập. Với bài tập này, các con sẽ cùng với cô đọc lại đoạn trích sau trong văn bản Lão Hạc của nhà văn Nam Cao và trả lời một số những câu hỏi. Chúng ta đọc văn bản Lão Hạc. Đọc. Chúng mình cùng đọc văn bản này với cô một lần nhé. Mặt lão đột nhiên co rúm lại, những vết nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc. Này ông giáo ạ, cái giống nó cũng khôn, nó cứ làm in như nó trách tôi. Nó kêu ư ử nhìn tôi như muốn bảo tôi rằng: à, lão già tệ lắm, tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à. Tôi ở nhà binh tư về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhốn nháo ở bên nhà lão Hạc. Tôi mải mốt chạy sang, mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi sồng sộc chạy vào, lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo sộc xệch, hai mắt long sòm sọc. Bây chúng ta sẽ quan tâm tới nội dung của phần câu hỏi. Phần câu hỏi trong sách giáo khoa có hướng dẫn các con tương đối là cụ thể. Và nội dung của câu hỏi này gắn liền với nội dung của văn bản mà cô cũng vừa trình bày với các con. Câu hỏi đầu tiên là: trong các từ in đậm trên, những từ nào gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật và những từ nào là mô phỏng âm thanh của tự nhiên và của con người? Bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô liệt kê các từ in đậm nhé. Chúng mình vào phần đầu tiên, đó là chúng ta có từ hu hu. Chúng ta có từ thứ hai, đó là móm mém. Thứ ba là chúng ta có từ ư ử. Thứ tư đó chính là từ sồng sọc. Tiếp theo đó là từ rũ rượi. Tiếp theo chúng ta có từ sồng sọc. Và các bạn có từ vật vã. Ba chấm ra cho cô. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô xác định xem những từ nào là những từ để gợi tả về hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái. Và ở đây thì các con có thể xác định một cách rất là rõ là trong tất cả những từ này có những từ ngữ gợi tả dáng vẻ, trạng thái. Các bạn có thể có liệt kê cô từ móm mém, có thể có từ sầm sọc, có thể có từ vật vã, rũ rượi, sộc sạch, rồi là song sọc. Chúng ta gạch chân cho cô bằng phấn màu đỏ ở trên bảng của cô. Còn chúng ta có thể gạch chân bút đỏ vào trong vở nhé. Chúng ta có từ đầu tiên, đó là gợi tả dáng vẻ, đó là từ móm mém. Tiếp theo là các bạn có từ sồng sộc. Chúng ta có từ thứ ba là vật vã. Từ thứ tư đó là rũ rượi. Từ thứ năm là sập sạch. Các bạn có thể tìm ở trong sách giáo khoa. Tiếp theo là từ sồng sọc. Tất cả những từ này là chúng ta có thể thấy rất là rõ. Từ ngữ mà dùng để miêu tả âm thanh thì